điều nghệ chút đạo gì. Trái chị ơi, trái ở bên đây chỗ FAY á, cao, bỏ đâu?
sao mà nó không điệu nghệ chút nào vậy? Thôi giờ nào đậu luôn đi. Thôi nóng quá, quay lại chứ. Rồi quay lại xíu đi. Ừ, nhìn ngon vậy. Giờ tôi ghét nhất bài đó, còn câu thứ hai là con cuộc sống mà, cái gì cuộc sống. Không biết đâu ra, họ ra đó. Hát vô phút tên cuộc sống mà. Cần đặt tên thì không chạy cuộc sống. Lẫn bánh xe cuộc sống. Thôi dừng dâm nha. 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 Thôi dừng bỏ nồi là bỏ gì vậy? Bỏ ổng vô nồi. Trong qua đây ổng nghe rồi ổng ngoại. Hôm qua anh Hoàng là ổng mới cũng không đi cà phê được với ổng, không đi coi phim tối lắm nhiều, ổng Hoàng ổng về luôn. Ai? Ổng Hoàng Vũng Tàu. Cái nói hồi đêm với đại là Vũng Tàu chơi. Chứ anh đi làm làm sao? Đó. Anh về trễ quá trời. Bữa ổng nhắn thì em ngủ tới trưa. Rồi ngày mai thứ bảy là phải đi làm 5 cái bộ bát kia. Bát gì? Bát chấm tám. Rồi đó múc ra gỗ nước rồi là gì? Thì cái nước lẩu hôm nay chấm liên tục à. Bỏ đầu hủ vô kìa. Anh thích cái này giòn hay là mềm? Mềm. Hôm nay chỉ mềm thôi ông này. Mềm. Cuộc sống không? Cuộc sống. Đúng. Ghiền ghê nó ghiền. Đôi khi cũng muốn tự cái trứng với anh. Hết rồi. Miếng ra xuống nha. Cái này nó dớt ra hết rồi. Ông mở nguyên một list luôn. Có hàng làm mà cười nhựa làm đúng không? Ăn xong mà cười chết chết. Hãy chết á. Qua đây. Rồi chơi đấy chị.